Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Trong video này mình sẽ update lại 3 dự án đào coin hot nhất hiện nay nha tất cả các bạn. Thì dự án đầu tiên các bạn đào là cái đồng coin Renit trên sàn Remitano nha tất cả các bạn. Thì sàn Remitano là một sàn mua bán trao đổi tiền điện tử thôi các bạn. Thì bạn nào chưa đào thì link trên phần link mô tả dưới video mình đăng ký một cái tài khoản và đào nha tất cả các bạn. Thì có video hướng dẫn. Thì dự án này nó các bạn nhấp cho ba gạch cùng các bạn đào nè. Bạn các bạn nhớ KYC để tốc độ đào x2 tài khoản các bạn. Thì trên Wrapper của nó là dự án này khá là tiềm năng các bạn. Đây mô hình chuỗi khối của Remitano Network nè. Các bạn vào đây các bạn tìm hiểu các bạn. Thì mỗi một blockchain sẽ có khả năng mở rộng cụ thể. Với blockchain ban đầu chúng tôi không mong đợi nó sẽ lớn, nhưng vì mạng được thiết kế có thể mở rộng ngay từ đầu, chúng tôi sẽ thêm nhiều công nghệ blockchain chạy bằng nước cho phép đạt mức độ mở rộng không thua bất cứ ai. Đây là một dự án của sàn Remitano, là một đồng coin của Remitano các bạn. Dự án này khá là tiềm năng đó các bạn, hy vọng nó tiềm năng như có đồng BNB như các bạn. Và một dự án thứ hai là mình muốn nhắc đến các bạn là đào một con token có ký hiệu là BN từ sáng Bola Network này các bạn. Thì chương trình airdrop này nó có cho các bạn đào khoảng 15 ngày các bạn. Các bạn airdrop nó nè. Airdrop nó có 15 ngày các bạn. Thì video link đăng ký và video hướng dẫn các bạn đào thì cũng để dưới phần link mô tả đó các bạn. Sau 15 ngày nó kết thúc rồi các bạn. Thì cứ mọi việc sau 24 giờ các bạn nhấp vào một hình kim cương này tự động nó đào các bạn. Thì mình group con này là 50 tốc cần. Sau khi đủ 50 tốc cần thì các bạn thấy rút rồi các bạn. Hiện tại nó cũng đang bán phi sale nè các bạn. Các bạn nhấp ba anh cùng nè. Thì mình buy nữa đây, mình qua một buy nữa. Thì sau này nó sẽ mình sẽ bán cái đồng BN từ sàn swap BN coin của nó nha các bạn. Các bạn có thể bán qua cái đồng HT nè, chạy trên nền tảng của Huobi EcoChain nha các bạn. Và một dự án thứ ba là mình muốn giới thiệu cho các bạn đến là cái đồng coin đào qua network này rất là cũ như bạn, nhưng là rất là tiềm năng các bạn. Thì cứ sau 24 giờ các bạn nhấp vào quả đi cầu này, các bạn sẽ đào được cái đồng token có tên là One nè, tự dáng mini One Network. Thì dự án này hiện tại nó trên admin nó sẽ nói list sàn Binance nha bạn, vào chứng khoán. Và hiện tại cái đồng One này nó cũng cho mình chuyển đổi qua cổ phiếu rồi nha bạn. Nhưng mà các bạn cứ giữ cái đồng One này đi, chờ sau này nó đi sàn mình có thể bán nha các bạn, ghép lên sàn bán. Rồi chúc các bạn thường bạn vui vẻ. Dự án này của thằng Mỹ nha các bạn. Ok, như vậy video mình đã cập nhật cho các bạn đào ba dự án đào token đến đây cũng kết thúc. Mọi thắc mắc gì các bạn không hiểu thì có thể liên hệ bot ngay trực tiếp với mình nha bạn, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.